Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Copy Chuyện. Tuổi thơ đen tối của ác quỷ sát hại 77 người. Từng bị bắt cóc hồi nhỏ, bành diệu kế đi buôn người, bán cả mẹ, con để kiếm tiền, rồi thành lập nhóm cướp, hoành hành khắp nơi năm 1998-1999. Trong một năm, nhóm kế phạm tội khắp 4 tỉnh Hà Nam, Giang Tô, Thiểm Tây và An Huy, gây ra 38 vụ và giết hại 77 người. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tên ác quỷ sát hại 77 người qua video này nhé. Quý vị và các bạn xem video, đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh cũng như like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và quý vị có vấn đề gì thắc mắc thì comment ở phía bên dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bành Diệu Kế sinh năm 1966 ở huyện Sơn Dương, tỉnh Thiểm Tây. Gia đình của Bành Diệu Kế rất nghèo. Nguyên nhân là do cha hắn là một người lười biếng, nổi tiếng trong làng. Ông thường xuyên không làm ăn buôn bán, sống nhàn rỗi và không bao giờ làm việc. Ngay cả khi khẩu phần ăn do tổ sản xuất phân bổ cho họ, bố của Bành cũng lười chuyển về đến nhà. Mẹ của Bành cũng rất kỳ quặc, rất ích kỷ, đối xử tệ bạc với con cái. Bành Diệu Kế từ nhỏ đã không có hơi ấm của gia đình. Gia đình Bành có 3 người con, và vì người cha không đi làm và người mẹ không quan tâm đến họ, nên họ không thể sống sót. Bành Diệu Kế và em trai được nuôi dưỡng trong chùa khi họ còn nhỏ và sống cùng nhau. Năm 6 tuổi, ngôi chùa nhỏ này đã bị phá hủy trong cuộc cách mạng văn hóa. Bành Diệu Kế buộc phải trở về nhà và đi xin ăn với cha mình. Những người em xuất gia đi tu rong ruổi khắp nơi và không biết tung tích. Ông bố vô cùng lười biếng, thậm chí còn bắt con trai đi ăn xin trong khi ông ta nằm lăn ra ngủ. Nếu con trai ông ấy không xin được tiền, ông ấy sẽ đánh đập và mắng mỏ Bành Diệu Kế. Khi Bành Diệu Kế lớn hơn, hắn ta thoát khỏi người cha cặn bã của mình và lang thang bên ngoài đi ăn xin một mình. Từ khi đi xin ăn, từ 6 đến 9 tuổi, hắn đã chịu đựng đủ loại khó khăn trước khi trở về quê hương. Hoàn cảnh nghèo khó, cơm không đủ ăn, khiến bố mẹ phải đưa Kế và em gái rời bỏ quê hương đến nương nhờ nhà dì ở huyện Châu Chí. Thật bất ngờ, bản thân Bành Diệu Kế khá thông minh và thành tích học tập của hắn khá tốt. Chỉ là nhà quá nghèo, năm 12 tuổi, Bành Diệu Kế buộc phải thôi học vì không thể trả nổi một xu học phí và các khoản chi phí lặt vặt. Không lâu sau, bố Kế bệnh chết khiến cuộc sống của ba mẹ con thêm khốn khổ. Năm 12 tuổi, Kế bị bọn buôn người bắt cóc đến tỉnh Hà Nam. Có khả năng thích ứng mạnh với hoàn cảnh, Kế giả vờ ngoan ngoãn nhưng trong lòng luôn nung nóng kế hoạch chạy trốn. 2 năm sau, Kế tìm được cơ hội thoát khỏi giám sát, ăn xin kiếm sống suốt quãng đường trở về Châu Chí. Do suy dinh dưỡng, chiều cao của Kế chỉ dừng lại ở 1m58, vóc dáng còi cọc. Kế có đầu óc nhạy bén nhưng không cam chịu lao động vất vả mà chỉ nghĩ cách kiếm tiền bất chính. Vì từng bị bắt cóc, Kế biết có thể kiếm tiền từ việc buôn bán người nên muốn làm theo. Mục tiêu đầu tiên của Kế là mẹ. Năm 1982, khi mới 16 tuổi, Kế bắt mẹ bán cho người đàn ông lớn tuổi ở tỉnh Giang Tô, cầm tiền về quê tiêu sung sướng. Sau khi bị ép tái hôn, mẹ Kế sinh thêm một con trai. 2 năm sau, Kế dùng em gái thế chấp để chuộc mẹ. Đến năm 1986, hết tiền nên Kế lại nhắm đến em trai cùng mẹ khác cha của mình, lén mang đứa trẻ đi bán. Người mẹ bị giày vò đến mắc bệnh thần kinh, mất khả năng lao động, không thể chu cấp cho Kế. Khi lại hết tiền mà không còn ai để lợi dụng, năm 1989, Kế làm con nuôi một ông lão neo đơn chuyên sửa xe đạp trong huyện, đổi tên thành Vương Hoành Đức. Kế học được nghề sửa xe từ bố nuôi.
Nếu chăm chỉ làm việc có thể đủ ăn no mặc ấm, nhưng hắn vẫn không hài lòng. Năm 1990, Kế đi làm thuê cho một nhà họ Hồ ở thị trấn khác. Trong thời gian ở đây, hắn dụ dỗ con gái ông chủ bỏ trốn đến nơi khác chung sống, sinh được hai con trai. Ban đầu Kế sửa xe kiếm sống, nhưng đến năm 1996, hắn không chịu đựng được nghèo nên đem bán con trai út lấy tiền. Khi nhận ra không thể kiếm được nhiều tiền bằng cách bán người thân, Kế quyết định đi cướp. Tháng 12 năm 1998, Kế lập nhóm tội phạm cùng ba kẻ quen biết khi đi làm thuê. Ngày 8 tháng 3 năm 1998, chúng thực hiện vụ đột nhập, cướp của và giết người đầu tiên ở thị trấn Dự Linh, thành phố Tam Mẫn Hiệp, tỉnh Hà Nam. Do chỉ thu được 500 nhân dân tệ và một số đồ trang sức, chúng lại đi cướp ngay sau đó. Lần này, vì phân chia tiền bạc không đều, Kế giết một đồng bọn, sau đó đốt xác phi tang. Chỉ trong tháng 3 năm 1998, nhóm Kế gây ra 4 vụ cướp, giết 3 người và làm 3 người khác bị trọng thương. Chúng còn cưỡng hiếp nạn nhân nữ, cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân nam. Tội ác khiến người dân khắp vùng hoảng loạn. Nhóm Kế thường bịt mặt, đào hầm đột nhập vào sân rồi dùng búa phá cửa, lấy dao làm bếp, gậy, gỗ trong nhà nạn nhân để tấn công. Sau khi gây án, chúng không vội vàng bỏ trốn mà uống bia, ăn đậu phộng ngay tại hiện trường. Từ đó, cảnh sát nhận định nhóm tội phạm quen thuộc với hoàn cảnh của nạn nhân, có thể là người địa phương hoặc ít nhất là từng làm việc tại Dự Linh. Trong khi cảnh sát chưa tìm ra manh mối, nhóm Kế đổi địa bàn đến huyện Đồng Quan, tỉnh Thiểm Tây. Chúng liên tiếp gây án khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có vụ sát hại cả 8 thành viên trong một gia đình. Nạn nhân nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Kế yêu cầu đồng bọn không được để lọt nạn nhân sống sót, tránh bị lộ tung tích. Thị trấn Dự Linh chỉ cách huyện Đồng Quan 20 km. Hàng loạt vụ án với nhiều điểm tương đồng khiến cảnh sát hai nơi nhận định do một nhóm tội phạm gây ra. Chúng luôn đeo găng tay và bao chân, cố tình thay đổi giày dép khi gây án để đánh lạc hướng sự cảnh sát. Trong một năm, nhóm Kế phạm tội khắp 4 tỉnh Hà Nam, Giang Tô, Thiểm Tây và An Huy, gây ra 38 tội ác, giết hại 77 người. Chúng thay đổi địa điểm gây án liên tục để tránh bị truy vết. Bộ Công an Trung Quốc thành lập chuyên án, trực tiếp giám sát quá trình điều tra. Chuyên gia phạm tội nổi tiếng Ô Quốc Khánh đến Thiểm Tây, Hà Nam và những nơi khác để điều tra hiện trường. Sau khi phân tích, ông kết luận vụ án chỉ do một nhóm người thực hiện. Chúng giỏi đào hầm đột nhập và nhiều lần phạm tội ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Nam và Thiểm Tây. Rất có thể đã có tiền án hoặc từng làm việc trong hầm mỏ. Sau khi tổng hợp dữ liệu từ tất cả các vụ án và dựa trên một bộ quần áo nghi phạm bỏ lại tại hiện trường, chuyên gia xác định hung thủ cao chưa đến 1m6, vốn được coi là thấp bé đối với người đàn ông phương Bắc. Sàng lọc những thợ mỏ từng có tiền án ở khu vực giáp ranh, cảnh sát phát hiện một kẻ có biệt hiệu Tiểu Vương, cao chưa đến 1m6, từng tham gia một vụ trộm cắp và hiếp dâm năm 1997. Sau cuộc điều tra quy mô lớn, cảnh sát nhận được manh mối quan trọng từ lời khai của một thợ mỏ rằng Tiểu Vương có họ hàng ở huyện Châu Chí. Tại đây, người dì cho biết tên thật của hắn là Bành Diệu Kế. Cảnh sát lần ra nơi ẩn náu của Kế qua mẹ hắn. Ngày 9 tháng 4 năm 1999, Kế bị bắt ở thành phố Trung Tường, tỉnh Hồ Bắc. Sau khi bị bắt, Kế giả điên, giả dại, không chịu hợp tác. Nhưng trước nhiều bằng chứng, hắn phải nhận tội. Theo lời khai của Kế, từ nhỏ, hắn thường bị người khác chế giễu vì vóc dáng thấp bé nên dần hình thành tâm lý biến thái, muốn cắt bỏ bộ phận sinh dục của các nạn nhân nam khác để trút giận. Ngày 3 tháng 12 năm 1999, tòa án kết án tử hình Kế và 5 đồng bọn vì nhiều tội danh, bao gồm cố ý giết người, cướp của, hiếp dâm, trộm cắp. Đến khi chết, hắn vẫn không hề hối cải. Khi thổ lộ,
nếu không bị bắt sớm thì có thể giết nhiều người hơn. Ngày 28 tháng 1 năm 2000, cuộc đời tội lỗi của Kế kết thúc trên pháp trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.